Kênh Bất Động Sản Phan Hảo và Đồng Tàu. Mến chào quý cô chú anh chị cùng các nhà đầu tư. Hôm nay em đang có mặt tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền và Đồng Tàu nha quý anh chị. Hôm nay em có một cái sản phẩm là mặt tiền đường nhựa này nha, hai mặt tiền luôn cho quý anh chị, nằm mặt tiền đường nhựa và mặt tiền đường bê tông. Nhà mình là gần ngã ba luôn nha quý anh chị. Đó, quý anh chị nào mà thích căn nhà liên hệ cho em nha. Đây, căn nhà này hai mặt tiền luôn nha quý anh chị, một mặt tiền phía trước đường nhựa và một mặt tiền đường bê tông nha. Đó, mình cách biển Phước Khải là tầm 200m nha quý anh chị. Đó đi ra là biển Phước Khải nha. Đó, đường nào ô tô vào cũng được nha quý anh chị. Đó, nhà này thì diện tích là ngang 6, sâu vô là 14 nha quý anh chị. Ngang 6, sâu 14 nha. Đó, để em quay sổ cho quý anh chị xem. Đó, hiện tại chủ đi công việc rồi nha quý anh chị, nên là em không có tiện vào quay, nói chung nhà cấp 4 thôi, nhưng mà còn mới nha quý anh chị, chỉ vào dọn ở thôi. Đó, chủ chỉ bán nhà thôi nên là cũng không có cái gì để quay ở trong nha quý anh chị, nhưng mà hiện tại chủ đi công việc nên là em không có quay ở trong được, nói chung nhà còn mới nha. Đây, đó, đường này ra biển cũng được nè, đó, ra biển Phước Tỉnh nha quý anh chị. Đó, đây ra biển cũng được, đường ô tô vào tới nơi nha. Em xin nói là diện tích là ngang 6, sâu vô là 14. Đó, full thổ cư nha quý anh chị. Giá chủ bán là 1 tỷ 680 nha. Đó, 1 tỷ 680 triệu nha quý anh chị. Quý anh chị nào mà thích căn nhà này liên hệ cho em nha. Nó dùng đường thông tứ hướng hết nha. Đó, đây. Đó, đây quán ăn đây nè. Đó, mình có quán ăn, gần có quán ăn này luôn. Đó. Đối diện cái nhà mình thì bên này căn nhà này. Đó, không? Đó, nói chung là ok. Quý anh chị nào mà thích căn nhà này liên hệ cho em nha. Đó. Em xin nói là cái tọa lạc là tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền và huyện Tàu nha quý anh chị. Xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền và huyện Tàu nha. Đó, mình cách biển Phước Tỉnh tỉnh tầm 200m nha quý anh chị. Đó, đi ra chợ Phước Tỉnh cũng gần, chợ hải sản cũng gần nha. Đó, tầm hơn 200m, chợ thì gần hơn 200m, còn biển thì tầm 200m nha quý anh chị. À, quý anh chị nào mà thích căn nhà hai mặt tiền ở biển Phước Tỉnh thì liên hệ cho em nha. Em xin nói lại diện tích là ngang 6, sâu 14, full thổ cư. Giá là 1 tỷ 680. Rồi, quý anh chị nào mà thiện chí alo cho em nha. Đây, căn nhà mình nằm hai mặt tiền luôn. Đây cái số nha quý anh chị. Hiện tại chủ đang ở nhà này nè, em tra số thừa là nha. Quý anh chị nào xuống biển Phước Tỉnh thì alo em dắt xem nhà nha quý anh chị. Địa chỉ là xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, ngoài địa ông Tàu. Diện tích là 85,9m², hình thức sử dụng riêng, mục đích sử dụng ngoài đất ở thời nông thôn, full thổ cư cho quý anh chị. Đó. Đây. Hai đường, một đường nhựa, một đường bê tông này. Đường nhựa này 6m này. Đó. Còn đường này là 14m nha quý anh chị. Đường này là 14m nha, mặt tiền 14m. Đó, nó bị khuyết chỗ này nha quý anh chị. Nhưng mà mình hai mặt tiền, không sao nha. Đó, mình hai mặt tiền rồi. Đó, rồi quý anh chị nào mà thích căn nhà này liên hệ cho em, số điện thoại của em là 0906779152. Rồi, hẹn quý anh chị ở video tiếp theo. Không quên cho em một like, một đăng ký kênh cho quý anh chị.